Dạ xin kính chào quý vị, hôm nay nhà đất Nam Đài, Gia Lai sẽ review và quay một mảnh đất của cho bà con ở tại khu vực huyện Chư Bà Dông nhé quý vị. Và để nhà đất chia sẻ với nhà quý vị mảnh đất này như sau. Một chủ ở đây mà có hai mảnh đất nhưng mà lại cách nhau một nhà nữa rồi mới tới một lô đất liền kề của ta nhé. Và trước mắt để nhà đất giới thiệu cho quý vị lô đất ở đây. Từ vị trí lô đất này ra tới trung tâm xã và đường quốc lộ 14 khoảng 1,5 km nha quý vị, tức là hai cây số đổ lại. Và tới lên tới trường học cấp 1, cấp 2, trung tâm xã là khoảng 2 cây số nha quý vị. Và đây là mặt đường con đường của Bộ Quốc phòng nha quý vị đã thấy này. Và từ vị trí này lên thành phố Pleiku, Gia Lai sân bay 30 cây số. Đấy, và ngoảnh hướng này chúng ta đi về xã Ia Bang khoảng 5 cây số, trường học cấp 1, cấp 2 và đi ra huyện Chư Sê khoảng 20 cây số nha quý vị. Đấy, và lô đất để nhà đất giới thiệu lô đất của chúng ta đây ạ. Ranh giới của chúng ta từ đây nhé quý vị. Trời mưa quá đâm ra nhà đất vẫn phải đi quay, đâm ra hơi mờ quý vị thông cảm nhé. Lô đất của chúng ta, lô đất đây của chủ nhà là 15 mét mặt đường theo của đường Bộ Quốc phòng nha quý vị. Và tổng diện tích trên bìa là 8 xào 2. Trong này là đông đặc cà phê. Toàn bộ giống mới, giống rêu 4 nhá. Năm nay miếng đất này chúng ta thu được khoảng 2 tấn cả nhân nhá quý vị. Và trong đất của chúng ta có một căn nhà nhỏ và có một số cây ăn trái như bơ nhá quý vị. À, quý vị theo dõi nhé. Và để tí nhà đất sẽ quay một mảnh đất thứ hai là miếng đất của chúng ta có nhà. Với tổng diện tích cái miếng đất có nhà thứ hai của gia chủ là trên bìa là 1 hectare 22 nhé quý vị. Tức là tổng hai miếng đất này khoảng 2 hectare 1. Khoảng 2 hectare 1 nhé quý vị. Và theo mặt đường của Bộ Quốc phòng này miếng đây là 15 mét nhé quý vị. Như quý vị thấy ở đây toàn bộ khu dân cư họ ở đây nhé. Đấy, còn miếng thứ hai để nhà đất tiếp tục đi ra nhé. Miếng đất thứ hai của gia chủ theo mặt đường của Bộ Quốc phòng miếng thứ hai là khoảng 51 mét nhé quý vị, 51 mét trên bìa đỏ. Và tổng diện tích miếng đất thứ hai của chúng ta bắt đầu ranh giới từ đây nhé quý vị. Đó, như quý vị thấy đây. Đó, là bắt đầu là nhà của chúng ta. Và trong đất của chúng ta có một căn nhà cấp 4 gia chủ đang ở nhé. Và để nhà đất nhắc lại, lô đất thứ hai của chúng ta trên bìa là 1 hectare 22. Trong đó có 100 cây bơ bút và cây bơ 034 và một số cây ăn trái. Và có 1.100 cây cà phê đang thu kinh doanh mạnh cho chúng ta nhé. Đấy. Và đây lô đất này chúng ta là 51 mét mặt đường của Bộ Quốc phòng. Đó. Và lô thứ hai của gia chủ là 15 mét. Đó. Cho nên gia chủ mong muốn là muốn bán cả hai cái miếng này để gia chủ về quê. Đâm ra khách nào thiện chí mua cái miếng đất này thì gia chủ bán hai miếng nhé quý vị. Chứ bán một miếng thì để một miếng lại thì cũng không được. Và để nhà đất nhắc lại, với vị trí này đi ra tới quốc lộ 14A 1,5 km nhá. Và ra tới trường học cấp 1, cấp 2, trung tâm xã quốc lộ 14 là khoảng 2 cây số. Và từ vị trí này lên tới huyện Chư Bà Đông khoảng 15 cây số và lên tới thành phố Pleiku, Gia Lai khoảng 30 cây số nha quý vị. Đó, như quý vị đã thấy đất của chúng ta đây. Đây là theo cái mặt đường của Bộ Quốc phòng nha quý vị. Đó. Và trong đất của chúng ta có 100 cây bơ bút và 034 đang được thu kinh doanh mạnh như thế này ở ngay khu mặt đường của chúng ta. Và đây, lô đất của chúng ta vị trí từ đây nhá quý vị. Đó, như quý vị đã thấy. Đó, vị trí của chúng ta, ranh giới lô đất của chúng ta từ đây, từ cái cọc này sang tới bên chỗ ô tô nhà đất để kia là 51 mét nhá. Đấy là lô đất đầu tiên của gia chủ. Và lô thứ hai trên kế miếng đất đó khoảng cỡ tầm 10 mét thì có lô đất 15 mét theo mặt đường và diện tích là 8 xào 2 nhá quý vị. Tổng hai miếng này là 2 hectare 1 nhá quý vị. Với giá mong muốn của nhà chủ bán hai cái miếng đây là 1 tỷ 650, có thương lượng nhẹ nhé quý vị. 1 tỷ 650 với diện tích trên bìa là 2 hectare 1, trong đó có toàn bộ cà phê thu và 100 cây ăn trái các loại nhé quý vị. Và đây để nhà đất đi vào cái căn nhà cấp 4 của gia chủ. Đấy, cũng xây rất chi là bạn. Đó, đây như quý vị thấy. Do trời mưa quá đâm nhà đất không đi ra ngoài vườn được nhá, nên quý vị thông cảm. Quý vị chỉ nghe kể chi tiết cái miếng đất này thế này rồi quý vị nào đầu tư hoặc mua để về đây sinh sống thì có thể liên hệ với nhà đất số điện thoại trên màn hình là 0975 582 442 để nhà đất tư vấn và dẫn quý vị tới miếng đất này để chúng ta giao dịch mua bán nha quý vị. Và đây, trong miếng đất này chúng ta có một căn nhà cấp 4 khá chi là rộng nha quý vị. Đó, quý vị đã thấy. Đó, cái vườn của chúng ta đây, 100 cây bơ bút và cây 034 như thế này nhá. Còn đâu là đông đặc cà phê và
Với cái diện tích này thì gia chủ đã đào một cái giếng ở đây nhá. Nước thì theo gia chủ nói thì nước tưới vô tư để phục vụ cho cái miếng đất này của ta. Đó. Để nhà đất đi ra cái vườn cà để chia sẻ cho quý vị. Do trời mưa quá. Tham gia là quý vị thông cảm nhé. Phải nói là miếng đất này khá chi là bằng và đẹp. Đó. Đây, đây là vị trí đi ra đường của chúng ta nhé. Còn đây là vị trí đi đường, cái đường bên nô để gia chủ làm để đi xuống dãy của chúng ta này. Đó. Để nhà đất nhắc lại, lô đất thứ hai có căn nhà cấp 4. Đây là tổng diện tích trên bìa là 1 hectare 23 nhé quý vị. Và trong đó có 100 cây ăn trái như sầu riêng, bơ và mít. Còn dưới này là đông đặc cà phê thu kinh doanh. Đây để nhà đất đi xuống chia sẻ cho quý vị. Cái lô đất của chúng ta rất chi là vuông vức, hình chữ nhật nhá. Và đấy, con đường của chúng ta đây, thẳng con đường này là tút xuống dưới suối. À, dưới này chúng ta có suối lớn nhá. Nhưng mà gia chủ thì không tưới suối. Đào giếng ở nhà đã đủ nước tưới để phục vụ cái dãy này rồi. Đó. Và với tổng diện tích hai cái dãy này thì như năm nay bây giờ quý vị mua được thu luôn thì cái số cà phê thu khoảng 5 tấn rưỡi cả nhân là chắc chắn luôn nhá quý vị. Đấy, như quý vị thấy cà phê này. Đấy. Cà phê cây thật to, vẫn còn tốt và sung nhá quý vị. Đó, cà phê của chúng ta đã chuẩn bị chín rồi. Đấy, và lô đất của chúng ta đây, theo nhà đất chỉ đây. Đó, tút từ đây xuống suối nha quý vị. Theo mặt đường của chúng ta là nhà đất nhắc lại là 51 mét nhé. Và trong đây, trong thổ miếng đất này đã có 100 mét thổ cư nhé quý vị. Còn cái miếng 15 mét bên kia thì chưa có đất thổ cư. À, đây là cái lô đất 1 hectare nha quý vị. Cà phê kinh doanh vào thu kinh doanh bội thu luôn, lớn luôn nhá. Còn đây để nhà đất đi sang cái lô đất của 15 mét của gia chủ. Bên này là diện tích là 8 xào 2 này. Đó, bên này thì gia chủ đã thay giống mới và trồng toàn bộ cà phê tơ. Đấy, như quý vị thấy đây. Đó, wow, cà phê đẹp. Đó. Đây là cái lô 15 mét mặt đường và 8 xào 2 trên bìa nhá quý vị. Đấy, cà phê toàn bộ bằng giống mới như quý vị thấy, trái vô tư luôn này. Đó. Khá chi là đẹp. Và lô đất của chúng ta 15 mét đây là ở dưới lở hậu nha quý vị. Ở trên thì 15 mét nhưng ở dưới này thì lở hậu ra. Và miếng đất của chúng ta dài chạy từ đây xuống suối luôn. Tổng diện tích là 8 xào 2. Đó, gia chủ đã toàn bộ thay giống cà phê mới, trồng mới cái giống này thì phải nói là giống TR4 nha quý vị. Đó, như quý vị đã thấy cà phê của chúng ta đây. Theo hàng lối rất chi là phẳng, đẹp. Toàn bộ cà phê tơ hết nhé quý vị nhé. Đó, như quý vị đã thấy này. Và để nhà đất chia sẻ thêm nhé. Từ vị trí miếng đất của chúng ta ra tới đường quốc lộ 14A khoảng 1,5 tới 2 cây số đổ lại nhé quý vị. Và ra tới trung tâm trường chợ cấp 1, cấp 2. Cũng giống như là bưu điện là khoảng 2 cây số đổ lại nhé. Nói chung là nói về đường đi lại thì quá là thuận tiện nhé quý vị. Wow, cây cà phê ở bên này phải nói là khá đẹp, trái quá trời luôn. Cái bên dãy cà phê của 1 hectare kia thì là cà phê già nhá. Tức là xuống trồng, gia chủ trồng từ năm 2000. Còn cà phê bên này là mới vào thu kinh doanh năm thứ 2 nhá quý vị. Như quý vị đã thấy này. Đó, và toàn bộ là đường dây ba pha như quý vị đã thấy. Chủ nhà đã lắp đặt đường dây ba pha hết để phục vụ cái dãy của chúng ta. Đó. Trời quá mưa đâm ra là nhà đất quay video nó không được rõ lắm. Quý vị có xem thì thông cảm nhé. Và để nhắc lại, trên tổng diện tích trên bìa cả hai miếng là 2 hectare 1 nhé quý vị. Với cái giá bán mong muốn của gia chủ là 1 tỷ 650 triệu nhé quý vị nhé. Bao sang tên bìa đỏ cho quý vị luôn. 1 tỷ 650 triệu. Bao sang tên bìa đỏ cho quý vị. Đấy, và trên đất của chúng ta là năm nay thu với tổng diện tích này, thu hai bên cái miếng này thì nó phải khoảng trên 5 tấn nhân hoặc 6 tấn nhân nhé quý vị. Với cái giá này là chúng ta đã thu về được 200 triệu tiền vốn rồi. Đấy, và trong đất thì chúng ta có một căn nhà. Đấy, như quý vị đã thấy này, toàn bộ cây bơ bút của gia chủ có 100 cây bơ bút như thế này nhé quý vị nhé. Đấy, trái ạ. Rồi, nhà đất sẽ đi vào quay căn nhà của gia chủ. Nếu quý vị nào đầu tư hoặc mua về đây sinh sống thì phải nói là miếng đất này ta ở đây thì quá thuận tiện. Đường
Đường phải nói là một con đường của Bộ Quốc phòng, rất chi là rộng và đẹp và gần trung tâm trường chợ, cũng giống như thành phố Pleiku nha quý vị. Và đây, căn nhà cấp 4 của chúng ta đây, gia chủ đã được xây, gồm một phòng khách và 3 phòng ngủ và tất cả khu vệ sinh. Nói chung là gia chủ đã được xây bài bản hết nha quý vị. Trời mưa quá. Dạ, chào các chị. Đó, gia chủ đã nắp camera. Đây là căn nhà của chúng ta nha quý vị. Như quý vị theo dõi, đây gia chủ đã xây nhà bếp, nhà kho, khu chuồng trại, chăn nuôi gà lợn, bên gia chủ đã xây làm riêng tư hết nhé, làm cách biệt hết chứ không làm chung với căn nhà của chúng ta. Và đấy, như quý vị, nói chung là có một căn nhà cấp 4 nho nhỏ để chúng ta ở đây thoải mái nhé, khu vệ sinh hết đầy đủ nhé. Rồi, nhà đất xin tạm dừng video ở đây. Quý vị là quan tâm tới lô đất này, liên hệ với số điện thoại trên màn hình nhà đất, rồi nhà đất có thể tư vấn và đưa cho quý vị tới gặp gia chủ hoặc liên hệ với nhà đất để mua bán miếng đất này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn.